chào các bạn nha Chào lại các bạn yêu vi Hôm nay chúng ta có một cái lá số tử vi của một bạn trong kênh mình Thì các bạn nào mà thường hay đọc những cái phần bình luận ở dưới Thì có một anh chàng hay làm thơ Mình hay gọi đây là anh chàng nhà thơ Cái người này có cái tên là đẹp dai vẫn buồn Thì các bạn đẹp dai vẫn buồn này thường hay để lại những cái câu thơ những Rất là chữ tình nghe rất là lãng mạn thì vừa rồi cách đây khoảng hơn 10 ngày á thì mình có đọc được một cái lời bình luận của em đẹp dai vẫn buồn thì em viết rằng là cháu rất là thích nghe hai chú và anh chị luận giải lá số cháu muốn nhờ chú xem cho cháu với người yêu của cháu có đẹp đôi hay không liệu có chọn vẹn chung đời chung mộng với nhau hay không ạ à? thì em đẹp dai có cho thông tin của hai người và cho cái 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 bác tự của người bạn nữ tất nhiên là cái người yêu của em đẹp dai bây giờ đó thì um, chị có gửi và chuyển cái lời đó cho chú Đức thì sau khi chú Đức nhìn qua hai cái lá số của hai em thì chú Đức có phản hồi có viết cái email cho chị thì có viết sơ lược qua cái ý của chú rồi chú có nhắn một câu rồi chú bảo là nếu mà cái em đẹp dai này lấy cái cô bạn nữ này thì em không còn cái nickname là đẹp dai vẫn buồn nữa mà mình phải gọi em là đẹp dai vẫn bị đì <laughs> thì chị có nói chú ok chị chú chú nói cho em đẹp dai đi thì chú nói thôi cô nói đi cái chị nói ủa sao kỳ vậy chú cái chú nói tại vì cái giọng của cô nghe nó lâm ly hơn <laughs> thì thật ra chú đức là người có cái tính khôi hài các bạn thì ở đây không có gì buồn hết nha đẹp dai mà đây là một cái cái tin vui thì bây giờ trước tiên là chị sẽ đọc sơ qua cái phần email cũng như là cái phần góp ý của chú đức trong cái lá số của hai em rồi sau đó chị sẽ thêm cái ý của chị sau rồi bây giờ chúng ta vào rồi thì đây là cái phần sơ lược qua hai cái lá số mà chú Đức viết trong email thì chị đọc nha. Thì chú nói cái người nam, tất nhiên là đang nói cái em đẹp dai vẫn buồn á. Mình là người tuổi tân mùi, mệnh thổ, mệnh được an tại cung tỵ ở cái thế điếu khách. Cung an thân lại an tại cung hợi, là thân cư thiên di, ở cái thế quan phù trong tam hợp thái tuế có nghĩa là chú đang giải thích ở cái cung mệnh của em á và cái cung thiên di của em nó là hai cái thế đối nhau tại vì mình là người thân cư thiên di mệnh thì là đứng điếu khách mà thân thì quan phù trong cái thế tam hợp thái tuế vì như vậy cho nên cái người này lúc còn trẻ không được hài lòng trong cuộc sống thích giao du thích tâm sự với bạn bè cho thỏa thích nhưng mà lại không được bền chí đâu Tại mình lại hay có cái tính chán nản Vì con thiên mã của người tan đế tiếu rất là quan trọng Thì em lại bị triệt nhưng mà khi trưởng thành thì biết phân biệt được phải cô ấy có cái hành động cân nhắc đúng đắn cho nên mình tạo được nhiều cảm tình với những người xung quanh cái người này chú nói là cái cung mệnh em bị trệt mà cái cung thân của em nó lại bị tuần cho nên mình là người thân vô chính diệu rồi là mình cũng hay bị cái thế giới bên ngoài nó hay khuấy động đến mình nhưng rất may cho em là cái thân vô chính diệu nó lại được con tuần tại đây cho nên cái cuộc sống từ trung niên trở lên mới được như ý muốn. Thì cái là cái phần sơ lược giữa mệnh và thân của chú Đức viết trong email là như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta qua cái phần người nữ xem chú Đức nói như thế nào. Người nữ tuổi giáp tốt, hỏa mạng, cung mệnh và thân đồng cung tại cung dần. Thì đây là người mệnh thân đồng cung. Ở cái thế quan phụ trong tam hợp thái tuế, hưởng được vòng lộc tồn và vòng trường sinh thì đây là cái lá số của những người đắc tam luân. Đặc biệt là trong tam hợp mệnh có sao tử vi và đế vượng Thì đế vượng bây giờ nằm ở cung tài đó Và cái cung mệnh mình có con sao tử vi Thì cách này gọi là lưỡng đế trùng phùng Và song lộc Song lộc đây nghĩa là mệnh có lộc tồn Và cung quan có con sao hóa lộc Thì cái tính cách của người nữ này Từ suy nghĩ cho đến hành động là một Không có thay đổi đâu Cung mệnh và cung thân có cái chính diệu là tử vi thiên phủ cộng với lộc tồn trong tam hợp lại có liêm chinh thì đây nè cái con sao liêm chinh này nó mới là con sao nồng cốt của cái người mang hành hỏa của lá số liêm chinh bây giờ lại có hóa lộc tại đây thì chứng tỏ cái người này có cái nét mặt đầy đặn phúc hậu đây là người phụ nữ mà có tài có học thức nhưng mà cái tính lại nghiêm nghị thẳng thắn đây là người có đức độ được hưởng rất nhiều về vật chất cho đời cái lá số người nữ này rất là đẹp rồi, vậy thì bây giờ mình trở về lại với cái câu hỏi đầu tiên của em đẹp trai là liệu cái lá số của đẹp trai có được trọn vẹn chung đời, chung mộng với cái người nữ này hay không? Thì kế tiếp là cái phần nhận xét, phân tích hai lá số của chú Đức. Người nam cung mệnh ở cái thế tang tuế điếu, cách sát phá liêm tham Cái cung thê của bạn nam này là cái thế tuế hổ phù có cách thiên phủ thiên tướng trong tam hợp Người nữ thì cung mệnh ở cái thế tuế hổ phù thuộc cách tử phủ vũ tướng mà đặc biệt là được hưởng cái cách lưỡng đế trùng phùng trong tam hợp Cung phu của người nữ này cái thế tang tuế điếu, cách xác phá tham Nói chung là cung mệnh của người nam cũng tương đồng với cung phu của người nữ và ngược lại người nữ cũng có cách tương đồng như của người nam thì ý chứ Đức muốn nói là cái lá số của em đẹp dai và cái lá số của bạn gái đẹp dai là hai cái lá số có cách truyền tin. Như vậy thì hai cái lá số này rất thích hợp với nhau, đặc biệt là cái cung thê của bạn đẹp dai. Có nghĩa là trong cái cung thê của đẹp dai nó phản ảnh rất nhiều cái hình bóng của cái lá số của người bạn nữ này của em đó. Nhưng mà cái điều kiện là nằm ở đây nè. Là khi mình lấy cái người mà có cái lá số giống như cái bạn nữ này thì đẹp dai phải chấp nhận một phần nào đó nhượng bộ thì gia đình của mình nó mới bình an được. Cái lý do là cái cung phu của cái người nữ này nó quá cường đi. Phá quân mà đi cùng với hóa quyền cho nên cái tính người nữ này khi lập gia đình lại có cái tính hay ghen, nó hay lấn quyền. Ngay cái cung mệnh của người nữ nó đã nói lên cái quyền lực rồi, là cái cách lưỡng đế đó các bạn. Rồi, cái khúc cuối thì Chúa Đức có viết một câu mà nghe cũng rất là dịu. Chú viết là có lẽ cái danh hiệu đẹp dai vẫn buồn mà cái người này tự đặt cho mình vô tình nó lại đúng sau khi lập gia đình hay sao? Thì chú đặt cái dấu chấm hỏi tại đây. Và nếu có vui thì cũng chỉ là vui gượng kéo là còn nếu muốn đổi danh xưng mới thì tôi đề nghị như sau là đẹp dai bị đầy. <laughs> thì cái này là cái tính khôi hài của chú đức thôi rồi vậy bây giờ đến cái phần à, chia sẻ một chút à, trong cái lá số của em đẹp dai với cái người bạn gái thì về phía bên chị á chị phân tích cái phần à, lá số của em á thì những cái người mà cung mệnh có bộ liêm tham là hai cái con sao đào hoa đều tại cung mệnh hết người nam thì tuấn tú có cái bề ngoài nho nhẽ, người nữ mà có bộ liêm tham tại mệnh thì thường là những cái người có cái dáng vẻ yêu kiều đáng yêu. bất luận là nam hay nữ mà có bộ liêm tham đóng tại cung mệnh thì rất được người khác giới để mắt đến. họ rất có cái điều kiện trở thành cao thủ trong tình trường. Cái lý do là họ tiếp xúc hoặc giao du nhiều với những cái người khác giới. Đâm ra những cái lý do này rất dễ họ trở thành cái người không chuyên nhất trong tình yêu. Nhưng trên thực tế nha, từ cái nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn của họ, những người liêm tham đóng tại cung mệnh là những cái người họ thường thiếu cái cảm giác an toàn. Vì thiếu cái cảm giác an toàn trong tình yêu cho nên họ không ngừng đi kiếm tình yêu. Nhưng những cái người này giống như chị có nói ở một cái bài liêm tham nào đó lúc trước á thì những cái người này trong cuộc đời của họ muốn trưởng thành là họ phải có một cái người nào đó đi qua cuộc đời họ để lại một cái dấu ấn mà họ biết được là, là à họ hiểu được tình yêu đích mình được yêu thì cái người liêm tham đứng tại cung mệnh phải một lần trong cuộc đời được cảm giác đó thì những người này sau khi lập gia đình họ sẽ là những người chồng tốt những người vợ rất tốt họ xem trọng cái bầu không khí hạnh phúc của gia đình họ xem trọng cái chất lượng cuộc sống thì trong cái cuộc sống gia đình sau này của người liêm tham cái tính đa tình trước khi kết hôn cũng sẽ thành cái tính lo lắng cái tính chăm sóc cho gia đình của mình thì đó là cái bề mặt của liêm tham và cái thâm sâu của cái người có cái mệnh liêm tham rồi bây giờ mình về lại với cái chủ đề chính là cái lá số của em đẹp dai và cái người bạn nữ này thì như thế nào? Thì đây là cái dạng cách lá số truyền tin. Cái cung thê của mình có sao thiên phủ đóng tại cung mão đối cung là bộ vũ sát. Thì đây là cái yếu tố rất là quan trọng nha. Cái yếu tố quan trọng thứ hai là nó hợp hành với cái mệnh của mình mệnh của em đẹp dai là mệnh thổ thiên phủ nó cũng hành thổ nó nói lên mình với cái người phối ngẫu sau này sẽ thuận hòa sao thiên phủ tọa thủ tại cung thê là người có cái tính độc lập đang nói cái người phối ngẫu của mình ạ à. đây là người có cái khả năng quản lý việc nhà tốt giỏi nội trợ cũng là cái người có thể nắm giữ tài chánh có cái tài sản riêng có khả năng sanh tốt à, cái điểm này rất là quan trọng nha sanh đẻ rất là tốt cái tính cách của cô này nho nhẹ đây là cái người hiền lành ngoài nhu trong cương là con sao thiên phủ có tướng phú quý là thiên phủ đóng tại cung thê thì thiên phủ nó nằm mỗi cung cái tính chất nó hơi khác nhau một chút thì ở đây bạn đẹp dai là con sao thiên phủ đóng tại cung mão thì đối cung bây giờ là cái bộ vũ sát nó nói lên cái người bạn đời của mình có cái tính hơi cố chấp một chút, cái cá tính mạnh mẽ bởi vì nó ảnh hưởng bởi cái bộ vũ sát ở đối cung. Vì nó hợp hành với cái cung mệnh của mình, cho nên mình với cái người vợ của mình sau này sống với nhau được đến già. Vợ mình là người chú tâm vào sự nghiệp nhiều. Một cái điều lưu ý nữa là khi các bạn luận về sao thiên phủ đóng tại cung phu thê, thì ở cung thê nó sẽ hơi khác với ở cung phu. Rồi bây giờ chúng ta vào cái lá số kế bên là cái lá số của cái người bạn nữ này. Cái bạn nữ này, cái cung phu của mình có con sao phá quân, đóng tại cung tý, Có hóa quyền, có thanh long, phượng cát, thiên quý, giải thần, tài thọ. Trong tam hợp tan tuế điếu thì cái con sao tan môn nó nằm tại đây. Thì nó báo trước mình nên muộn kết hôn là tốt. Lưu ý nè, các bạn để ý một cái kiến thức tử vi chung. Khi mà quyền tinh nó đóng nhiều ở cung phu thê hoặc là ngay cái bản cung có nghĩa là cái người nào mà có nhiều quyền tinh đóng tại cung mệnh cung thân hoặc là cái cung phu thê của mình quyền tinh là sao gì là hóa quyền là quyền tinh tử vi là quyền tinh những cái bộ sao mà nói lên cái tính chất quyền lực nó nhiều mà nó đóng nhiều ở những cái cung phu thê hoặc là cung mệnh cung thân biểu thị bạn là cái người sẽ chủ động đi tìm kiếm cái người bạn đời của mình nói nên tự nhiên mình nhớ đến cái câu gì mà à, à, cái gì mà theo tình thì tình chạy mà chạy tình thì tình theo hoặc là ví dụ như vậy, châu đi tìm cột chứ không bao giờ mà cột đi tìm châu mấy cái câu đó là nó sai đó nha các bạn nha sai một trăm phần trăm luôn á cái người thông minh là cái người biết tranh thủ cái gì mình thích thường những cái đến tìm mình là những cái nó sao các bạn ơi cái mà nó đắt giá mà đồ hiệu mà đồ ngon ít khi nào nó đi, đi tìm người ta lắm mình phải chủ động đi kiếm cái mình thích cái nó hợp với mình cái người đó mới là cái người thông minh. Cho nên quyền tin mà đóng tại cung mệnh, đóng tại cung an thân, đóng tại cung phu thê. Những người này là những người họ có cái IQ, họ là những người rất đào hoa nha. Có rất là nhiều người theo đuổi, nhưng mà họ là những cái người biết mục tiêu của mình là cái gì và rất tự tin khi đến trước mặt người khác giới. Cái tự tin của họ nó hấp dẫn cái người phía bên kia, mặc dù là nó rất là khôi hài mà nói ví dụ như một anh chàng, anh biết cái giọng của anh không có hay nhưng mà anh đứng trước một cô nàng anh thích đúng không anh sẽ nói một câu chứ anh cấm em kết model cái giọng của anh à. cái cô kia tự nhiên có bật cười liền nói này cái tự tin thế ớn nhưng mà chính cái tự tin đó là cái sự hấp dẫn của những cái người họ có quyền tin đúng tại cung mệnh hoặc là cái cung phu thề đó thì các bạn để ý cái đó mà cái đó bây giờ là rất là hay Trong tình cảm mình nên thẳng thắn Hoặc là ví dụ các bạn để ý những cái người mà họ cứ đeo đuổi mình hoài Mà cái người đó mình biết nó không hợp với mình Các bạn bỏ cái tính gọi là cả nể hoặc là thương hại đi Trong tình yêu là đừng có thương hại Thẳng thắn chia tay sớm, bớt đau khổ Đó cũng là cái tính chất của những cái người họ có quyền tin đóng tại cung mệnh hoặc cung phu thê. Phần nhiều các bạn những cái người, cái cung phu thê mà có bộ sát phá tham á, mình là cái người có cái tính mạnh mẽ. Đây cũng biểu thị mình là cái người hơi chủ quan và cũng là cái người có cái tinh thần khiêu chiến. Đó, thì cái tính khiêu chiến này nè nó nằm trong cái cung Phu Thê mà có sát phá tham đó. Nó còn có một cái ý nghĩa nữa là khi mình yêu rồi, những cái người này họ những cái người họ rất có khả năng là họ bất chấp những cái phản đối của những người xung quanh. Mà họ chỉ theo đuổi hoặc chấp trước những cái điều mà trong lòng họ cho là tốt đẹp. Những cái người sát phá tham đóng cung phu thê rất dễ bị tiếng xét ái tình. Vì họ khá xung động trong tình yêu và hôn nhân. Cái ưu điểm ở đây là họ là những người yêu là rất là nóng bỏng, nhưng mà cái khuyết cũng là nguội rất là nhanh. Yêu nhanh, nguội nhanh. Cái quan hệ hôn nhân như vậy thì những cái người mà cung phu thê có sát phá tham thì họ phải tốn rất là nhiều những cái tâm tư, những cái um, cái tinh thần thì họ mới có thể duy trì được cái tình yêu của họ lâu bền được. thì cái lời khuyên cho những bạn nào mà cái cung phu thê của mình có sát phá tham hoặc là những người nào đang yêu hoặc là cái người phối ngẫu của mình có bộ sát phá tham đóng cung phu thê thì mình nên nhớ nè, vì họ có những cái bộ sao như vậy, cho nên bản thân của mình cũng phải cố gắng kiềm chế giữ cho nhau một cái gọi là cái bình tĩnh chứ không trong lúc chia tay mà trong cái lúc xung động như vậy thì rất dễ sau này mình sẽ có đầy những cái nỗi cô đơn chia tay mà trong lòng đầy những cái nỗi hối tiếc mà khó có thể diễn tả được tại vì mình xung động nó nhanh quá đó thì đó là lời khuyên cho những bạn nào mà cái cung phu thê có sát phá tham thì đây cái bạn nữ này là phá quân đi cùng với hóa quyền thì nó thường đại biểu cho cái sự tình biến động hoặc là có cái gì đó thay đổi trong cái cung phu thê cũng là cái điểm tiến tới tại vì phá quân mà đi chung hóa quyền là tiến tới người mà có hóa quyền đóng cung phu thê là cái cá tính của cái người phối ngẫu mình á cũng hơi nóng vội một chút họ cũng có cái thế mạnh của họ nha tại vì cái cung phu thê nó cũng biểu thị cho người chồng hoặc là người vợ của mình nhưng mà nó lại nói lên một cái điểm là giữa mình với họ cũng có cái gì đó nó hơi hoàn toàn nó khác với nhau vì cái cung phu thê nó có phá mà nó có quyền như vậy Thì trong cái cuộc đời của mình Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa Thì cái người phối ngẫu của mình Họ cũng là cái người họ giúp mình giảm bớt cái gánh nặng trong nhiều năm Còn không á Thì sau khi kết hôn nhờ có họ Mà cái bản thân của mình giống như nó có một cái lực nó đốc thúc mình Để mình nỗ lực tốt hơn trong cái cuộc đời của mình Là bộ quyền nó đóng ở cái cung phu thê cái nữa là cái người mà cung phu thê có phá có quyền như vậy á, thì thường mình sẽ đối mặt với một cái mối tình <laughs> mà nghĩa là cái bản thân của cái người có cái riêng số đó thường mình là cái người mình có sẵn một cái tâm tư trong cái lòng của mình đó các bạn là mình yêu rồi là mình không có cần cái sự hồi đáp đâu họ sẽ là cái người mà yêu là cho tất cả đó nhưng mà với điều kiện là cái cung cái cung mà phá quân mà có hóa quyền đó là không được có sát tinh nha. Đừng có không kiếp hoặc đừng có linh hỏa này kia vô. Còn nếu mà có nhiều sát tinh đi cùng á thì có khả năng là sau khi mình yêu cái người đó xong rồi họ làm cái gì đó cho mình buồn á, tự nhiên mình hận họ. Đó là hai cái khác nhau. Thì các bạn nhớ những cái người nào giống như cái lá số của cô bạn nữ này là rất là mạnh mẽ trong vấn đề tình cảm hôn nhân, cầm lên được là bỏ xuống được là cái lá số của cô bạn nữ này vậy bây giờ mình nhìn ngó qua một chút ở cái lá số của em đẹp dai thì hai bạn này đúng là hai cái lá số một nửa của nhau cái cung phu thê của em đẹp dai có thiên phủ bạn nữ này cung mệnh có bộ tử phủ nó nói lên nha cái cô bạn nữ này chính là cái người yêu lý tưởng trong lòng của đẹp dai từ trước đến giờ rồi cái cô này nó toát ra một cái năng lực hấp dẫn cái sự chú ý của em đẹp dai rất là nhiều nó giống như là cái bản thân của đẹp dai chị nói về cái tính cái tính chất mà không biết sao trong lòng mình thường hay có một cái cái suy nghĩ là mình giống như chị nói từ lúc đầu những người mệnh liêm tham họ hơi có một chút cái cảm giác thiếu an toàn cho nên ở em đẹp dai cái người mà lý tưởng mà em thích nó hơi hơi giống một cái người mẹ người mẹ đâu phải là mẹ của mình mà là giống như có cảm giác có cái tính gì đó hơi dịu dàng nhân từ có cái sự ôn tồn người này có thể bao dung cho mình có thể nói chuyện với mình khi mình buồn chán và cũng có thể tha thứ cho mình những cái lúc mình nhất thời hồ đồ khi mà mình cần một cái không gian yên tĩnh thì người này họ cho mình cái không gian đó một cái nơi mà nó tựa nó cảm giác như mình có cái sự vững vàng khi mình ở với họ cái sự vững vàng này nó làm cho mình có cảm giác là mình muốn đi đến tương lai với cái người đó thì cái cô bạn nữ này là em đẹp dai chính là có những cái bộ sao nó nói lên cái mà em mong chờ từ trước đến giờ. Cô này rất dễ để lại trong em những cái ấn tượng mà chị vừa mới kể trên. Thậm chí em muốn nương tựa vào họ. Cũng có thể nói đây là cái mẫu người mà em mong ước từ trước đến giờ. Cô nào mà biết cái cái lá số của em đẹp dai đó nha, thì cái cô này chỉ nhớ nè, em đẹp dai. Là một người thích phụ nữ Có cái tính gì nó hơi ngọt ngào một chút ăn mặc đoan trang nha anh này là không thích cái kiểu lố lăng đâu nha à, hơi chấp trước thích nói chuyện tám tám một chút xíu đó nhưng mà lại không thích cái người nó quá cao đâu người thấp thấp một chút rất dễ chiếm trái tim của em đẹp trai bây giờ mình đã kiếm được rồi thôi thì đừng để tình yêu nó vụt qua tầm tay nữa thông minh là phải biết tranh thủ những gì nó hợp với mình nó tốt với mình thì ở khúc đầu chú đức có nhắc á vì cái lá số cô này có lưỡng tướng trong tam hợp mệnh mà cung phu lại quá nhiều những cái bộ sao cường tinh cũng như là quyền tinh chỉ nhắc á thì mới dùng cái từ là đẹp dai vẫn bị đì đì đây có nghĩa là vì mình thương vợ mình mới chịu để đì thôi anh thương em em mới có quyền em đì anh chứ không phải đì đây là cái vấn đề nó xấu mà trong cái vấn đề tình thương tình yêu mắng yêu cái kiểu như vậy thì thôi em ráng ở cái vấn đề đó cái cuối cùng là cái lời khuyên của chị á, là lúc vợ chồng có những cái ý kiến nghịch nhau dẫn tới những cái bất hòa thì rất cần phải có sự trò chuyện có cái sự trao đổi với nhau để đi đến cái nhận thức chung rồi cuối cùng thì hy vọng được nghe cái tin vui của em đẹp trai sớm rồi chúc các bạn có một ngày thật vui và hẹn gặp lại các bạn vào những cái bài sắp tới chào các bạn